Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã có gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam. Quỹ Đài Loan giải ngân gần 1.000 tỷ đồng vào Việt Nam. MB Bank và tập đoàn Hưng Thịnh ký hợp đồng tín dụng 5.000 tỷ đồng. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 năm 2023 đạt 1,1 triệu lượt người, tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt người, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Khách đến Việt Nam chủ yếu vẫn đến từ châu Á với hơn 7,7 triệu lượt người. Tiếp đó là khách đến từ châu Âu đạt hơn 1,2 triệu lượt người và khách đến từ châu Mỹ đạt 747.000 lượt người. Trước đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cho biết sẽ báo cáo Bộ trưởng, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ để thay đổi chỉ tiêu đón khách quốc tế từ 8 triệu lên 12,5 đến 13 triệu lượt khách cả năm 2023, tăng khoảng 156% so với kế hoạch ban đầu. Theo ông Việt, ngành du lịch hiện có thể yên tâm với các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong năm 2023. Đến hết tháng 9, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 8,8 triệu lượt, vượt mục tiêu đặt ra trong cả năm là 8 triệu lượt. Du lịch nội địa đạt khoảng 93 triệu lượt. Có được kết quả này là do chuyển biến tích cực của xu hướng du lịch trên thế giới và quan trọng nhất là nhờ những chính sách mới rất cởi mở, thông thoáng của chúng ta. Trong đó, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về xuất nhập cảnh đối với khách quốc tế đã tạo cú hích tích cực. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu nhận định, hoạt động du lịch vẫn chưa phục hồi một cách toàn diện, ngay cả ở các trung tâm du lịch lớn do nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân khách quan có thể kể đến như xung đột Nga và Ukraine, việc khách du lịch Trung Quốc chưa đến nước ngoài nhiều, hay nguyên nhân chủ quan đó là công tác xúc tiến quảng bá du lịch từ trung ương đến địa phương vẫn hạn chế. Bên cạnh đó, sau Covid-19, khách du lịch đã thay đổi xu hướng du lịch, tổng cầu suy yếu, chi tiêu ít và hoạt động ít. Do vậy, lượng khách du lịch có thể tăng lên, nhưng hoạt động chưa hoàn toàn phục hồi. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia cho biết, trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch sẽ tập trung đi sâu vào các giải pháp để thu hút khách quốc tế. Cục Du lịch Quốc gia sẽ tham mưu để tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp du lịch nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trở ngại trong xúc tiến quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt là ở các trung tâm du lịch lớn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long. Đầu năm 2023, Thái Lan cũng tăng mục tiêu đón khách quốc tế từ 10 triệu lên 30 triệu lượt khi xuất hiện các điều kiện thuận lợi. Indonesia cũng có điều chỉnh tương tự khi nhận thấy số liệu dự báo đầu năm không còn phù hợp với tình hình thực tế. Trong tuần chứng khoán Việt Nam giảm sâu từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10, tổ chức nước ngoài và trong nước, khối tự doanh cũng đảo chiều bán ròng. Phía bên đưa lực cầu đối ứng là nhà đầu tư cá nhân tập trung vào nhóm trong nước với giá trị mua ròng hơn 2.400 tỷ đồng. Việt Nam Index rớt sâu sau khi tiếp tục để mất mốc 1.100 điểm, tác động tiêu cực lên tâm lý của nhà đầu tư. Trong bối cảnh này, quỹ Đài Loan Fubon tiếp tục giải ngân là một điểm sáng. Ước tính trong tuần này, quỹ Fubon huy động được thêm 32,5 triệu chứng chỉ quỹ, tương ứng số tiền huy động 373,7 triệu tân đài tệ, tương đương 282,8 tỷ đồng, 11,5 triệu đô la Mỹ. Quy mô này giảm nhẹ so với tuần trước đó, 353 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu tháng 10, tổ chức đến từ Đài Loan giải ngân khoảng 1,23 tỷ tân đài tệ vào Việt Nam, tương đương 931 tỷ đồng, khoảng 38 triệu đô la Mỹ. Giá trị vào ròng vượt trội so với quy mô rút ròng gần 24 triệu đô la Mỹ trong tháng trước. Tại nhóm ETF Fubon, FTSE Việt Nam, FTF là quỹ vận động tích cực nhất, trong khi đó, do Dragon Capital quản lý, M1VFVN30 và DCVFMVN Diamond liên tục bị rút ròng với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng trong 2 tuần gần đây. Tuy nhiên, do thị trường suy giảm nên tỷ suất lợi nhuận của Fubon thu hẹp khá nhiều. Cập nhật tại ngày 28 tháng 10, tỷ suất của quỹ giảm còn gần 3%. Giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam khởi sắc, tổ chức Đài Loan đạt hiệu suất gần 29%. Việc có được lợi nhuận hấp dẫn sau khi đẩy mạnh giải ngân quý cuối năm 2022 và đầu năm 2023 đã khiến một bộ phận nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ chốt lời. Nhưng khi Việt Nam Index quay trở về cùng thời điểm Fubon từng mạnh tay giải ngân và có thành quả, dòng tiền từ quỹ ngoại này đã quay trở lại Việt Nam.
thống kê giao dịch theo từng cổ phiếu. Kể từ đầu tháng 10, quỹ Fubon mua vào nhiều nhất mã HPG của Hòa Phát với khối lượng gần 3,7 triệu đơn vị. HPG có cổ phiếu được quỹ nắm giữ nhiều nhất với khối lượng trên 76 triệu đơn vị. Những cổ phiếu được mua trên 1 triệu đơn vị có SSI, VHM, KDH, VIC, SHB, VRE, VNM, VNM và MSN. Ngoài ra, lượng mua với khối lượng trên 100.000 đơn vị còn xuất hiện tại 19 mã chứng khoán khác, HCM và VGC, được mua ròng ít nhất do tỷ trọng cơ cấu trong danh mục thấp. Sáng ngày 30 tháng 10 tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, MBBank và Tập đoàn Hưng Thịnh ký kết hợp đồng tín dụng hạn mức 5.000 tỷ đồng, nhằm cụ thể hóa cam kết hợp tác toàn diện mà hai bên đã ký ngày 5 tháng 10 năm 2023. Gói tín dụng hạn mức 5.000 tỷ đồng là nguồn vốn mà MBBank tài trợ cho các dự án bất động sản của Tập đoàn Hưng Thịnh và các công ty thành viên, được giải ngân theo tiến độ cụ thể để tiếp tục xây dựng và phát triển các dự án. Sự kiện là minh chứng cho những nỗ lực của MBBank trong việc tuân thủ và thực hiện đúng theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc tiếp tục thúc đẩy cho vay tín dụng với lĩnh vực bất động sản. Đánh giá cao nỗ lực trong hoạt động phát triển của Tập đoàn Hưng Thịnh, ông Hồ Nam Tiến, Tổng Giám đốc MBBank khẳng định, gói vay tín dụng 5.000 tỷ đồng là sự thực thi cụ thể cho cam kết hợp tác toàn diện cùng phát triển của MBBank và Tập đoàn Hưng Thịnh. Ngân hàng luôn đồng hành, hỗ trợ cùng Tập đoàn Hưng Thịnh tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn, mang lại giải pháp tài chính hiệu quả, an toàn, giúp doanh nghiệp ổn định hoạt động và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế. Đồng thời, hoạt động này cũng thêm một lần nữa khẳng định, MBBank luôn là một trong những ngân hàng đi đầu về thực thi các chủ trương của chính phủ. Chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân tiếp cận thuận lợi, an toàn nguồn vốn tín dụng. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Tập đoàn Hưng Thịnh chia sẻ, thị trường bất động sản thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Đây là sự hợp tác rất tích cực, kịp thời và thể hiện sự quyết liệt của ngân hàng nhằm giúp thị trường tháo gỡ những khó khăn đó. Gói tín dụng của MBBank giúp tháo gỡ nút thắt về vốn cho các doanh nghiệp trong Tập đoàn Hưng Thịnh và hàng trăm nhà thầu tại các dự án đang dang dở. Tôi tin rằng nguồn vốn này sẽ tác động tốt đến thị trường bất động sản, góp phần tạo ra hàng chục ngàn công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra những ngôi nhà vừa túi tiền cho người dân, nhất là các gia đình trẻ, qua đó thúc đẩy phục hồi kinh tế phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.